Xin chào, hôm nay mình xin mở hộp iPad mini Retina 64GB. Cái vỏ hộp bên ngoài không khác gì các iPad phiên bản khác. Nó chỉ khác rồi, khác thay đổi cái dung lượng ở đây. Được thiết kế tại California và được sản xuất tại Trung Quốc. Đây là phiên bản màu đen. Hộp được thiết kế rất là chắc chắn, mình mở ra cũng hơi khó khăn. iPad được đặt nằm trên cùng. Đây là phụ kiện. Dây sạc. Apple nó đổi cái gói dây USB này thành cái dây nhựa, làm cái nhựa cứng, không phải như nhựa mỏng như như các bản năm ngoái. Đây, nhựa này rất là cứng. Các bạn có thể nghe thấy âm thanh. Đây là cục sạc. Đây cục sạc 10W, không phải như iPad Air là 12W. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.